Hello, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Ichimoku Club và quay trở lại với video phân tích thị trường sau phiên giao dịch ngày 26 tháng 2 cùng với Aman. Chúc anh chị sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ, thật là thoải mái anh chị ha. Và hy vọng rằng là những cái chia sẻ của Aman nó sẽ mang lại nhiều cái giá trị cũng như là mang lại những cái sự hiệu quả, những cái góc nhìn nó sát nhất với thị trường dành cho anh chị ha. Anh chị đang theo dõi video thì cũng cố gắng ủng hộ cho Aman những cái lượt like cũng như là những cái quả tim màu tím ở dưới phần bình luận để tăng cái tương tác cho video này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Về thị trường của chúng ta thì anh chị thấy là ngày hôm nay thị trường của chúng ta có một cái phiên bật tăng, một cái phiên hồi phục cũng tương đối là tích cực, đúng không ạ? VN-Index chúng ta đóng cửa tăng 12,17 điểm đó, và kết thúc phiên ở mức là 1.224,17 điểm. Chúng ta có 270 mã tăng và 214 mã giảm. VN-30 cũng tăng 10,22 điểm, đúng không? Chúng ta cũng có 19 mã tăng và 8 mã giảm đó. Cái dòng tiền, cái thanh khoản ngày hôm nay cũng tương đối là tích cực, 23.400 tỷ. Khối lượng giao dịch cũng đạt được 1.027 tỷ triệu cổ phiếu đó, thì cũng là ở một cái mức thanh khoản khá là cao, đúng không? Về giao dịch của khối ngoại thì ngày hôm nay khối ngoại cũng mua dòng 17 tỷ đó, thì ngày hôm nay chúng ta thấy là cũng có khá nhiều cái tín hiệu nó tích cực hơn cho thị trường. Về các cái nhóm ngành thì anh chị thấy là hôm nay chúng ta có nhóm chứng khoán làm cái nhóm mà cũng rất là tích cực đó, nó có cái tác động tâm lý tới nhà đầu tư nó mạnh hơn các cái nhóm ngành khác, đúng không ạ? Với hai cái cổ phiếu tăng trần ngày hôm nay là FTS và HCM, kèm theo đó thì cũng rất nhiều cổ phiếu tăng 3-4%, đúng không? Thì nhóm chứng khoán là một cái nhóm mà hiện tại ở phiên ngày hôm nay đang thu được dòng tiền và nó đang cho thấy những cái dấu hiệu tích cực hơn và có cơ hội bật tăng ở trong các cái giai đoạn tới, anh chị ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một nhóm ngày hôm nay cũng có rất nhiều cổ phiếu trần tím, đó là nhóm thủy sản, đúng không ạ? Đó, thủy sản này đó, cũng là một cái nhóm ngành mà hôm nay cũng rất tích cực. Rồi cái nhóm mặc dù không có cái cổ phiếu trần tím nhưng mà những cái cổ phiếu đầu ngành cũng tăng rất là tốt, hơn 5 đến 6%, đúng không? Là các cái cổ phiếu ở trong nhóm vận tải biển đó, thì đấy là những cái nhóm ngành mà tích cực nhất ở trong ngày hôm nay. Còn lại thì các nhóm ngành khác thì nói chung là vẫn đang có những sự tích lũy thôi. Lát nữa chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về cái nhóm ngành, anh chị ha. Vậy thì với cái vận động ngày hôm nay, với những cái tín hiệu tích cực của ngày hôm nay, thì liệu rằng là VN-Index chúng ta đã kết thúc cái nhịp điều chỉnh chưa? Thì chúng ta sẽ cùng đi qua cái phần nhận định thị trường, anh chị nha, để đưa cho anh chị những góc nhìn, cái kế hoạch hành động dành cho anh chị để xử lý làm sao cái tài khoản của mình nó hiệu quả và nó tốt nhất, anh chị nha. Như anh chị có thể thấy đồ thị của VN-Index ở trong khung daily thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục duy trì cái tín hiệu khách sạn, anh chị nha. Vẫn tiếp tục duy trì cái tín hiệu mở khách sạn. Những cái nhịp điều chỉnh về vừa rồi ấy, thì VN-Index nó chưa điều chỉnh về vùng cân bằng đó, cho nên là những phiên tới thì chúng ta vẫn duy trì cái tín hiệu khách sạn. Có thể nó sẽ có những cái nhịp kéo giá, kéo cho thị trường, kéo cho VN-Index rung lắc và có thiên hướng là điều chỉnh về vùng 1.201 đó, anh chị nha. Đấy là xu hướng của VN-Index ở trong khung daily đó. Còn ở trong khung H1 thì với một cái phiên tích cực của ngày hôm nay thì anh chị thấy là có những nhịp hồi phục khá tốt, cái dòng tiền vào cũng khá là ổn ở trong buổi chiều, nhưng mà nó lại chưa vượt được vùng cân bằng, chưa vượt được vùng kháng cự trong ngắn hạn. Chúng ta có vùng cân bằng là vùng 1225. Nếu ngày hôm nay mà vượt được 1225 và ngày mai anh chị cũng có 1-2 cái nến tích lũy ở trên vùng này thôi, thì cái cơ hội để cho VN-Index tiếp tục hồi phục và bật tăng nó sẽ cao hơn rất là nhiều, đúng không? Còn với cái việc mà ngày hôm nay nó chỉ tiếp cận đến vùng này và nó đang có sự lưỡng lự ở đây, thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho một cái kịch bản là có thể nó sẽ có nhịp rung lắc, một là về vùng mây này, nó hai thì cũng có thể là điều chỉnh về những vùng giao găm 1201 đó, thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị, anh chị nhá, chuẩn bị một cái kịch bản, đúng không ạ? Một cái tỷ lệ cho cái kịch bản này đó. Hơn nữa thì ngày mai là chúng ta thấy là buổi chiều ngày mai thì sẽ là cái hàng bắt đáy của phiên ngày 23 tháng 2, tức là phiên ngày thứ 6 vừa rồi, nó về tài khoản của anh chị nhà đầu tư, thì có thể nó cũng sẽ có một cái áp lực bán nhất định, thì có thể là vẫn có cái nguy cơ thị trường nó sẽ vẫn có nhịp rung lắc, anh chị nhá, vẫn có những nguy cơ thị trường sẽ có nhịp rung lắc đó. Cho nên là để mà chúng ta có những tín hiệu là kết thúc nhịp điều chỉnh của VN-Index thì một là nó sẽ có nhịp rung lắc về vùng 1201 đó, tức là nó đã về cái khách sạn trong khung daily
và sau đấy hồi phục, thì đấy là một cái tín hiệu mà nó sẽ khá là tích cực. Còn nếu không thì VN-Index chúng ta cần phải vượt vùng 1225 đó và tích lũy ở trên này một vài nến, sau đấy thì cái cơ hội bật tăng nó sẽ tiếp tục, nó sẽ cao hơn đó. Những cái hai cái tín hiệu đấy, hai cái vùng đấy là hai cái vùng mà anh chị có thể là quan tâm, và nó sẽ là những cái vùng mà khi nó chạm đến hoặc là nó phá vỡ cái vùng 1225 thì có thể là VN-Index chúng ta sẽ kết thúc cái nhịp điều chỉnh anh chị nhá, để bước vào một cái nhịp bật tăng, tiếp tục bật tăng, tiếp diễn cái xu hướng tăng đó anh chị nhá. Và đặc biệt là chiều mai thì mọi người lưu ý giúp em nhá, là chúng ta có cái phiên mà hàng bắt đáy ngày 23 tháng 2 về tài khoản đó, thì đấy là về cái kịch bản của VN-Index anh chị nhá. Với cái kịch bản như vậy thì thứ nhất là với anh chị mà đang cầm cổ phiếu đúng không, thì đây đang là một cái nhịp rung lắc điều chỉnh trong ngắn hạn, điều chỉnh để đi lên đúng không, chúng ta vẫn có cái xác suất đi lên rất là cao, cho nên là anh chị mà đang cầm cổ phiếu, những cái cổ phiếu mà nó không vi phạm, không bị mất hỗ trợ thì anh chị vẫn cứ tiếp tục nắm giữ, không có vấn đề gì hết anh chị ha, tiếp tục nắm giữ không có vấn đề gì hết đấy. Còn những cái cổ phiếu mà nó bị vi phạm thì chắc chắn chúng ta sẽ vẫn phải xử lý rồi. Chúng ta đầu tư thì nó phải có một cái chiến lược, phải có một cái kỷ luật anh chị nha. Thì những cổ phiếu nào vi phạm nó bị mất hỗ trợ thì chúng ta sẽ xử lý, còn không thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ đấy. Còn với anh chị mà chưa đủ hàng thì những cái nhịp rung lắc ở trong những cái phiên tới đúng không, kể cả phiên ngày hôm nay hoặc các phiên tới mà có nhịp rung lắc được về được vùng 1201 đúng không ạ, thì đấy cũng sẽ là những cái cơ hội để cho anh chị mà chưa đủ hàng thì anh chị có thể tham gia, có thể mua gia tăng được anh chị nha. Đấy là những cái vùng mua rất là đẹp đó. Thì đấy là về cái kịch bản của VN-Index và cái kế hoạch hành động dành cho anh chị anh nha. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ điểm qua một chút về nhóm ngành chị nha, điểm qua một chút về các cổ phiếu trong một vài cái nhóm ngành. Thứ nhất là trong nhóm, một cái nhóm vốn hóa lớn nhất là trên thị trường đúng không, nhóm vốn hóa lớn nhất trên thị trường ta có nhóm ngân hàng, thì anh chị thấy một số cổ phiếu như BID này đúng không? Nó bật tăng này, tích lũy tạo một cái nền này, sau đó tiếp tục bật tăng này. Techcombank cũng là những cái nhịp tiếp tục bật tăng đúng không, ACB thì đang bật tăng này, tạo nền này, bật tăng này đúng không, và đang tiếp tục tạo một cái nền, và cái cơ hội bật tăng của ACB vẫn rất là cao, của nhóm ngân hàng vẫn rất là cao anh chị nhá. CTG này đúng không? Cũng tương tự đang bật tăng này, tạo một cái nền ngắn, bật tăng tạo một cái nền, và cái cơ hội bật tăng tiếp theo của nhóm này nó vẫn hoàn toàn cao đó. Cho nên là với cái nhóm ngân hàng ấy, anh chị mà đã nắm được những cổ phiếu khỏe và có một cái vị thế vốn, một cái vị thế nó tốt thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ nha. Khi nào có tín hiệu đảo chiều, khi nào có tín hiệu gãy trend đó thì lúc đấy chúng ta thoát sau, còn không thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ anh chị nhá, nó chưa có vấn đề gì hết. Với nhóm ngân hàng thì em vẫn view là nó sẽ còn những cái dư địa tăng anh chị nhá, vẫn sẽ còn những cái dư địa tăng cho anh chị đấy, cho nên anh chị đã ôm được cái nhóm ngân hàng từ giai đoạn trước rồi thì anh chị phải cố gắng lan giữ anh chị nhá, phải cố gắng giữ đó. Khi mà cổ phiếu vào trend thì phải cố gắng giữ lâu nhất có thể đúng không, thì chúng ta mới có thể kỳ vọng là ăn được 30-50 hoặc là x2 đó anh chị nhá. Đấy là nhóm ngân hàng vẫn là tương đối là tích cực thôi. Tiếp theo, một cái nhóm mà ngày hôm nay rất là tích cực là nhóm chứng khoán đúng không, thì ngày hôm nay các cổ phiếu trong nhóm chứng khoán chúng ta thấy có SSI này cũng là một cái vận động khá tốt khi mà nó vượt được cái vùng cân bằng đó, thì phiên ngày mai nếu như nó tiếp tục giữ được cái vùng cân bằng nằm trên được vùng 34.8 đến 35 thì cái cơ hội nó sẽ tiếp tục bật tăng về đỉnh cũ ở trong các phiên tới là rất là cao anh chị nha. Ngày hôm nay cái dòng tiền vào cũng khá ổn đó. SSI này, VND, VND thì đang chạm vùng kháng cự đó, đang chạm vùng cân bằng, nhưng mà cái cơ hội bật tăng vượt của nhóm chứng khoán của cổ phiếu VND ấy, nó cũng rất là cao đó. Thì với VND anh chị nào có hàng thì vẫn cứ tiếp tục nắm giữ được thôi anh chị nhá, cũng chưa có vấn đề gì hết, nó đang ở vùng tích lũy thôi đó. Vol ngày hôm nay thì cũng cao hơn trung bình 20 phiên, cũng tạm ổn. Rồi HCM đúng không, HCM thì rất là tích cực, hôm nay tăng trần luôn, dư mua trần đó. Thì HCM thì một cổ phiếu mà chúng ta vẫn đang nắm giữ đúng không? Trong nhóm chứng khoán thì trong room của em thì vẫn cầm HCM này đúng không? HCM còn cầm 1/2, trước bán 1/2 quanh vùng 25 đúng không? Thì vẫn cầm 1/2. Cổ phiếu HCM em mua từ trước chia rồi đúng không, thì tính ra đến thời điểm hiện tại nó đang ở giá 28 và giá vốn của chúng ta ở vùng 22 thì đâu đó là 22 đúng không ạ, ở đây đi thì cũng được khoảng tầm 29%,
đúng không, được khoảng tầm 29% rồi với HCM đó mọi người thấy không. Cái game phát hành thêm của nhóm chứng khoán lại là một game, một cái game mà em đánh giá rất là cao, cho nên là cổ phiếu nào mà có cái phương án phát hành thêm thì anh chị nên quan tâm, đúng không? Những cái phát hành thêm của chứng khoán thì em đã ăn x2 rất là nhiều cổ phiếu rồi đó. HCM này đúng không, VND, à VND vừa nói rồi, VND ta cầm ở giá vốn thì trung bình về vùng 22.5 đó, cho nên gọi cũng đang ở giá vốn thôi, nhưng mà nó đang ở những vùng tích lũy rất là ổn thôi, không có vấn đề gì hết. Ở VCI chúng ta cũng cầm đúng không, VCI chúng ta cầm 42.5 42.5 đó, thì ngày hôm nay cũng quay trở lại được cái vùng cân bằng đúng không ạ, thì cũng rất là tích cực thôi. VCI thì em nghĩ là kỳ vọng ở trong những cái phiên tới nó sẽ vượt đỉnh, tiếp tục vượt đỉnh ngắn hạn đó. Đâu VCI chúng ta đâu, đây đúng không, chúng ta cũng cầm VCI khá lâu rồi đó, thì những cái nhịp rung lắc này thì cứ kệ nó thôi, bởi vì là chúng ta đã xác định là thị trường nó vào trend, nó đang có cơ hội, đã vào trend rồi đúng không, thì chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu thôi đó, đặc biệt là những cái cổ phiếu mà nó có vận động tốt đúng không ạ, thì chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ, khi nào thị trường gãy trend, cổ phiếu gãy trend thì chúng ta thoát anh chị nha, còn không thì chị cứ cầm thôi đó. VCI chúng ta cũng thấy là đang có cơ hội này, có thể là phiên ngày mai ngày kia đấy thôi, cũng hoàn toàn có thể có cơ hội tiếp tục vượt đó, để hướng tới những vùng cao hơn đúng không, đỉnh cũ ở năm 2023 là hoàn toàn có khả năng đó anh chị nha. Cho nên VCI cũng là một cổ phiếu rất là tích cực, có ông SHF thì đang gọi là ở giá vốn thôi, SHF mua 17.5 đúng không, thì đang ở giá vốn thôi, cũng không có vấn đề gì hết. Nói chung thì cổ phiếu này nó đang có những cái nhịp tích lũy đó, đấy anh chị nhìn ở trong khung tuần thì anh chị sẽ thấy nó rõ hơn, nó đang có nhịp tích lũy thôi, không có vấn đề gì hết anh chị nhá. Cổ phiếu này nó hay vẽ nến cho nên là chúng ta nhìn ở trong khung tuần nó sẽ ok hơn đó, anh chị nhìn ở một cái nhịp tích lũy đây thôi, thì có thể là SHF thì nó sẽ mất thời gian hơn một chút, nhưng mà khi mà nó đã hấp thụ hết được lượng cung ra rồi thì chắc chắn SHF sẽ là một cổ phiếu mà bật tăng rất là mạnh cho anh chị. Anh chị à, SHF là một cổ phiếu mà em vẫn còn đang cầm từ tháng 3 năm 2023 cơ. Đó, vẫn cầm 50% từ vùng đấy cơ. Tại cầm từ vùng 8.4-8.6 cơ. Còn cái nhịp đánh vừa rồi thì mua ở 17.5 đúng không? Mua 17.5. Thì nhìn chung là vẫn đang ở giá vốn thôi. Thì cũng chưa có vận động, chưa có cái tín hiệu gì xấu cả. Chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Đó. Ngoài ra một vài cổ phiếu như là VIX này đúng không? Ngày hôm nay cũng đang quay lại tiếp cận lại cái vùng cân bằng, tiếp cận lại cái vùng biên bên trên. Đúng không? Thì cái cơ hội của nó cũng vẫn đang rất là sáng thôi. VIX, FTS ngày hôm nay trần đúng không? FTS ngày hôm nay trần này. Đó, FTS ngày hôm qua có làm cho mọi người một cái video mà ở trong buổi livestream đúng không? Có nói mọi người là nó rung lắc về cái vùng cân bằng ở trong khung daily, thì anh chị nếu mà chưa có nhóm chứng khoán thì cứ tham gia thôi. Đó. Đó, rồi rất là nhiều các cổ phiếu khác, thì nhìn chung là nhóm chứng khoán ngày hôm nay chúng ta đánh giá một cái phiên mà có sự vận động tương đối tốt và có cái sự thu hút, có sự tham gia của dòng tiền vào. Đó, cho nên là một cái cơ hội tương đối là lớn của nhóm chứng khoán là trong các giai đoạn tới. Anh chị mà có hàng thì cố gắng là giữ chặt anh chị nhá, cố gắng là giữ chặt nhá. Rồi đấy là nhóm chứng khoán. Tiếp theo nhóm bất động sản thì anh chị thấy là bất động sản thì vẫn đang hơi yếu. Ông leader của nhóm này thì là ông PDR thì vẫn đang loanh quanh ở đây thôi, hơi yếu anh chị nhá. Nhưng mà nhìn chung thì cổ phiếu này thì chưa có gì xấu. Nhưng mà một vài cổ phiếu như là đất xanh thì ngày hôm nay hơi xấu khi mà nó không lấy lại được vùng 18. Đó anh chị nhá, đất xanh ngày nay hơi xấu. Đó, thì có thể đất xanh thì những cái phiên mà hồi phục tới nó sắp có trạng thái khách sạn rồi. Đó, những cái nhịp mà hồi phục tới thì có thể là anh chị mà đánh ngắn hạn thì có thể là cân nhắc cơ cấu ra ở vùng 18.3, 18.4 gì đấy. Đó. DG thì vẫn ổn. DG thì vẫn đang giữ được vùng hỗ trợ thì vẫn ổn thôi. Đúng không? Nó đang về giao găm rồi. Đó. Thì nhìn chung là bất động sản thì đang hơi yếu và nó cũng có sự phân hóa tương đối mạnh nha. Nắm chiều nắm giữ và chiều mua thì tùy từng cổ phiếu đúng không, như PDR và như DG là anh chị có thể mua đúng không, còn đất xanh thì chúng ta chưa nên đó. Nhóm tiếp theo là nhóm thép, thì anh chị thấy là ngày hôm nay Hòa Phát cũng có sự hồi phục tương đối tốt, lấy lại được vùng cân bằng rồi đúng không, thì chúng ta có hàng chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Những cái phiên vừa rồi thì em đã nói mọi người rồi, anh chị nào mà muốn tham gia nhóm thép thì Hòa Phát 28.3, 28.4 thì đấy anh chị cứ tham gia đi, nó về những vùng hỗ trợ tương đối mạnh ở trong ngắn hạn rồi đúng không. Đấy, Hoa Sen ngày hôm nay thì cũng có sự hồi phục. Đó, cũng có sự hồi phục khi nó về gần đến vùng khi mà nó về gần đến vùng hỗ trợ anh chị nhá. Đó, Nam Kim cũng tương tự đúng không?
đều về giao găm nó cũng đều đang có tín hiệu hồi phục đó chị nhá, thì có thể nó lên đến vùng, đến những cái vùng cân bằng đấy thì nó sẽ có những nhịp rung lắc một chút chị nhá. Và nếu như mà nó tiếp tục vận động theo cái xu hướng thị trường thì cái cơ hội mà nó vượt được cái vùng cân bằng cũng vẫn đang rất là cao để nó tiếp tục cái xu hướng tăng anh chị nha. Rồi đấy là nhóm thép. Một nhóm cũng rất là tích cực ngày nay là nhóm thủy sản, thì anh chị thấy chúng ta sẽ đi qua một vài cổ phiếu nhé. ANV đúng không, thì những cái nhịp mà vừa rồi rung lắc tạo nền đây thì ngày hôm nay là một cái phiên vượt này đấy. ANV anh chị nào mà muốn tham gia thì những phiên tới nó có nhịp test xuống nhé, có nhịp test xuống thì anh chị hoàn toàn cũng có thể tham gia được đúng không, với các cổ phiếu trong nhóm thủy sản như là ANV, VHC. Đó, VHC thì nó vẫn đang tiếp tục cái xu hướng tăng thôi. VHC thì cái điểm mua thì nó hơi khó anh chị nha. Nhóm cuối cùng chúng ta điểm qua là nhóm bất động sản công nghiệp anh chị nhé. Thì ngày hôm nay SSC này cũng có sự hồi phục đúng không? Mặc dù không phải là quá mạnh nhưng mà nó đang đi nền thôi, vượt đúng không? Tạo nền vượt, một cái nhịp tăng này, tạo nền này, tiếp tục tăng này, rồi đang tiếp tục tạo nền đúng không? Thì cái cơ hội với SSC vẫn rất là cao anh chị nhé. Có hàng thì tiếp tục nắm giữ thôi. GVR tương tự đúng không? GVR ngày hôm nay tiếp tục vượt đỉnh này. Thì em đã nói mọi người rồi, anh chị mà có GVR thì cứ cố gắng nắm giữ theo trend đúng không? GVR, PHR đó cũng đang cố gắng tạo nền thôi, cũng đều đang khá là tích cực. VGC đúng không? Ngày hôm nay cũng đang có sự hồi phục trở lại đó, thì cũng ổn thôi, đều đang ổn hết thôi. Có KBC thì hơi yếu anh chị nha, KBC thì hơi yếu nhưng mà thôi, nó đang ở biên dưới rồi thì cố gắng cầm thêm, nếu mà nó gãy cái vùng biên bên dưới này thì chúng ta thoát sau đó. Còn KBC mà để mà khỏe đây, mọi người nhìn em kẻ một cái trend giảm đây đúng không ạ? Đấy, để mà khỏe, để tích cực nó phải vượt được cái trend này cơ. Đó anh chị nha. Đó thì đấy là một số cái nhóm ngành, một số nhóm ngành và những cái cổ phiếu mà anh chị có thể cân nhắc, thì em đều đi đi qua các nhóm ngành. Thì cổ phiếu nào mà tham gia được thì em đều nói mọi người là có thể là anh chị có thể cân nhắc tham gia đúng không? Thì mọi người có thể là chú ý anh chị nhé. Đó, anh chị nào chưa đủ hàng thì có thể cân nhắc những cổ phiếu mà em đang chia sẻ. Đó. Thì chúng ta đã đi qua các cái nhóm ngành chính ở trên thị trường rồi, thì chắc là em sẽ xin phép dừng cái buổi dừng cái video ở đây. Anh chị nào mà yêu quý và ủng hộ cũng như là chưa có một người đồng hành phù hợp và mang lại cái sự hiệu quả cho anh chị thì anh chị có thể liên hệ với em An, anh chị ha. Thì em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị trong quá trình đầu tư của mọi người. Đó thì anh chị chỉ cần có một tài khoản là VPS thôi, với ID của em An là Q341 và có phát sinh giao dịch. Đó thì em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị. Hoặc là anh chị có thể tham gia với những cái hình thức là thu phí, một cái mức phí nó rất là nhẹ nhàng, rất là phù hợp thôi anh chị ha. Thì anh chị có thể liên hệ với em An trực tiếp ở qua số điện thoại trên màn hình thì em sẽ hỗ trợ thêm cho mọi người anh chị nha. Ok thì bye bye và hẹn gặp lại anh chị vào cái buổi livestream 19 giờ tối ngày hôm nay. Đó thì em An sẽ livestream và cùng chia sẻ những cái góc nhìn về những cái cổ phiếu, những cái câu hỏi mà anh chị quan tâm đó anh chị ha. Ok thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị.